Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Vĩnh Phúc ạ. Vâng, mấy tháng nay là tôi xuất hiện, tôi thấy là tinh trùng tôi khi nó ra là nó hết tinh trùng rồi thì nó có lẫn một tí nốt tươi. Vâng. Thế xong tôi đi bệnh viện tỉnh tôi khám, thì bác sĩ cho tôi xét nghiệm máu và siêu vùng bụng và siêu âm tinh hoàn. Vâng. Kết luận thì là vùng bụng tôi là có nhiều sỏi. Vâng. Thế xong bác sĩ bảo đây cái này là nó lẫn máu, đây là do là cái sỏi thận nó cọ sát với thì mình sinh hoạt thì nó bị như thế. Dạ vâng, cũng đã đi khám bác sĩ rồi đúng không ạ? Tuy nhiên thì vâng, vẫn còn lo lắng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình chúng tôi sẽ tư vấn thêm cho anh ạ. Xin mời anh lắng nghe. Vâng. Vâng, chào bạn. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi năm nay 58 tuổi. Anh thấy cái trường hợp như thế lâu chưa? Nó xuất hiện mấy tháng rồi bác sĩ ạ. À, mấy tháng ngay rồi. Vâng. Anh có để ý là chỉ khi anh xuất tinh thì anh mới thấy là trong tinh dịch nó có lẫn máu, hay là khi anh đi tiểu anh có thấy nó có lẫn máu không ạ? Không ạ, tiểu đặc biệt không vấn đề gì, mà tôi cảm thấy nó không đái rát, không đến mức không vấn đề gì. Và anh có bao giờ đi tiểu ra một cái dụng cụ gì để anh quan sát không, hay là anh đi thẳng ra? Không ạ, tôi rất để ý nhưng không có cái vấn đề gì. Anh chỉ mới được khám cái phần là siêu âm tinh hoàn thôi đúng không ạ? Vâng. Nhiều khả năng cái vấn đề này nó liên quan tới hệ sinh dục. Nếu như mà bác sĩ chẩn đoán là sỏi á, thì sỏi của hệ tiết niệu, đặc biệt là thận này, hoặc là niệu quản, hoặc kể cả xuống bàng quang đi chăng nữa, thì nó sẽ có các cái biểu hiện kèm theo đối với cái nước tiểu. Tức là cái nước tiểu của mình nó sẽ có bất thường, nó có thể có lẫn máu hoặc lẫn mủ gì đó. Thế nhưng mà ở đây thì nước tiểu của anh không có vấn đề gì. Vâng. Mà chủ yếu là liên quan tới cái chuyện là trong tinh dịch thôi thì mới có lẫn máu. Vậy tôi nghĩ nhiều khả năng có thể nó là bệnh lý của hệ sinh sản ạ. Vâng. Thế thì cái hệ sinh sản, cái mà làm cho cái tinh dịch của mình nó có lẫn máu ấy, thì nó có rất nhiều cơ quan, nó có thể khi nó tổn thương thì nó có thể gây ra cái xuất huyết đấy. Ví dụ ở tinh hoàn thì anh mới chỉ khám ở tinh hoàn, nhưng nó lại còn niệu đạo, rồi nó còn ống dẫn tinh, nó còn thường tinh, nó còn túi tinh, thậm chí kể cả tiền liệt tuyến. Ở cái tuổi của anh cũng không loại trừ cái tiền liệt tuyến. Vậy thì theo tôi thế này, anh ở Vĩnh Phúc cũng rất là tiện, có điều kiện anh nên xuống khoa Nam học của bệnh viện Việt Đức. Nó nằm ở trên tầng 2 của phòng khám của bệnh viện Việt Đức ạ. Thế và ở đó thì các bác sĩ ở khoa Nam học người ta sẽ kiểm tra cho anh kỹ hơn về cái chức năng cũng như là cái hoạt động của cơ quan sinh sản của anh nó có vấn đề gì không. Đặc biệt là kiểm tra những cái cơ quan như là tôi vừa nói, tìm xem là nguyên nhân vì sao mà nó có lẫn máu. Bởi vì nếu trong tinh dịch mà có lẫn máu thì ngoài chuyện viêm nhiễm, nó còn có các cái vấn đề khác liên quan tới mạch máu, liên quan tới các cái chèn ép, ví dụ như vậy. Thế cho nên là anh đi kiểm tra đi, tuổi của anh thì rất nên kiểm tra khi mà có cái dấu hiệu chỉ điểm như vậy. Anh nhé. Vâng, anh xuống hẳn Bệnh viện Việt Đức nhé. Vâng, tôi xin cảm ơn các bác sĩ chương trình nhé. Chào anh. Vâng. Vâng ạ. Vâng ạ, xin được chào thính giả đã gọi điện tới chương trình và cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải ạ. Vâng.